khẩu tôm Việt Nam sang Nhật Bản tăng trưởng trở lại, với giá tôm đông lạnh bán tại thị trường Nhật Bản cao nhất trong số các nguồn cung chính xuất khẩu tôm sang thị trường này. Philippines muốn siết chặt các biện pháp phi thuế quan để giảm gạo nhập khẩu. Ngày càng nhiều nông dân và doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn giải pháp tiêu thụ nông sản qua các sàn giao dịch thương mại điện tử. Giải pháp này có thực sự mang lại hiệu quả? Cùng phân tích những yếu kém, cùng những cơ hội phát triển thị trường nông sản nước ta thông qua thương mại điện tử với anh Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thị trường Nông sản trên kênh VTC16. Mở đầu chương trình sẽ là những thông tin về một số mặt hàng nông sản đáng chú ý trong những ngày vừa qua. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP, sau khi tăng trưởng không ổn định trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Nhật Bản tăng trưởng ổn định trong 3 tháng 5, tháng 6 và tháng 7. Mặc dù mức tăng trưởng không nhiều, tuy nhiên giá tôm đông lạnh của Việt Nam tại Nhật Bản đang được bán với giá cao nhất trong số các nguồn cung chính với hơn 11 đô la Mỹ 1 kg trong những tháng vừa qua. Mức giá này hiện bằng với mức giá tôm Indonesia xuất khẩu vào Nhật Bản đạt 11 đô la Mỹ 1 kg, nhưng cao hơn giá tôm Thái Lan đạt 9,5 đô la Mỹ 1 kg và Ấn Độ đạt 9 đô la Mỹ 1 kg. Hiện Nhật Bản vẫn là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ hai của Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm chân trắng, sống, tươi, đông lạnh của Việt Nam sang Nhật Bản giảm hơn 10%, trong khi xuất khẩu tôm chân trắng chế biến tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số sản phẩm tôm của Việt Nam được ưa chuộng tại Nhật Bản bao gồm tôm Nobashi, sushi, tôm sú tempura bao bột, tôm chân trắng PD đông lạnh, tôm chân trắng lột vỏ bỏ đầu và để đuôi đông lạnh. Thông tin từ Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong tháng 8 vừa qua, giá trái cây tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm mạnh, trong đó 3 loại trái cây bị rớt giá nặng nề đó là dưa hấu, dừa xiêm và thanh long khi giá giảm đến 50% so với tháng trước. Nguyên nhân là do Trung Quốc, thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 70% thị phần kiểm soát chặt chẽ, vận chuyển qua lại cửa khẩu. Cùng với đó là nhu cầu nhập khẩu không ổn định đã làm cho đầu ra của trái cây Việt bấp bênh, ảnh hưởng đến giá bán. Hiện giá dưa hấu chỉ còn 6.000 đồng 1 kg, giảm 6.000 đồng 1 kg so với tháng trước. Dưa xiêm từ 90.000 đồng một chục, giảm 40.000 đồng một chục. Và thanh long ruột trắng giá còn 6.000 đến 7.000 đồng mỗi kg, giảm 7.000 đồng 1 kg so với tháng trước. Với mức giá này, nhà vườn không có lãi, thậm chí thua lỗ. Thống kê của Tổng cục Hải quan, giá trị xuất khẩu rau quả 8 tháng đầu năm 2019 ước đạt 2,53 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019 với 70,5% thị phần. Dự báo trong những tháng cuối năm, xuất khẩu rau quả sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc leo thang, gây tâm lý lo ngại cho hoạt động thương mại và đầu tư. Xin được chuyển sang những thông tin về thị trường nông sản quốc tế. Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết đang cân nhắc việc sử dụng các biện pháp phi thuế quan nhiều hơn như yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh và kiểm dịch thực vật để điều chỉnh hoạt động nhập khẩu gạo. Điều này sẽ giúp nông dân đối phó với việc giá gạo giảm tại trang trại do dòng gạo nhập khẩu giá rẻ tràn ngập thị trường sau khi các quy định giúp giảm các hạn chế nhập khẩu có hiệu lực. Bộ Nông nghiệp Philippines đang xem xét giảm giới hạn dư lượng tối đa đối với hàm lượng thuốc trừ sâu của gạo nhập khẩu xuống gần bằng không, đồng thời yêu cầu các lô hàng phải trải qua phân tích rủi ro dịch bệnh gây hại. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp Philippines có thể sẽ thắt chặt các quy định công cộng và ban hành thông quan nhập khẩu về vệ sinh và kiểm dịch thực vật cho các nhà nhập khẩu gạo quan tâm bằng cách yêu cầu chứng nhận an toàn thực phẩm thích hợp. Xét về thị trường, Philippines hiện là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019 với 1,46 triệu tấn, trị giá gần 590 triệu đô la Mỹ, tăng 220% về lượng và hơn 170% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, mua sắm trực tuyến là một trong những phương thức giao dịch đang giành được sự quan tâm ngày một lớn của người tiêu dùng hiện nay. Với các mặt hàng nông sản cũng không phải là ngoại lệ. Bởi với hơn 53% người dân sử dụng Internet và gần 50 triệu thuê bao sử dụng smartphone, thương mại điện tử, mua sắm trực tuyến đang ngày càng được nhiều người bán hàng và mua hàng lựa chọn. Là nước xuất khẩu gạo, chè, cà phê, hồ tiêu, tôm, cá với sản lượng lớn nhất nhì thế giới, với hơn 90.000 thương hiệu hàng hóa được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.
sản phẩm nông sản Việt cũng đã bước đầu tiếp cận thương mại điện tử thông qua các trang mua bán online hàng đầu thế giới như Amazon hay Alibaba. Tuy nhiên, số lượng còn rất khiêm tốn, bởi trong số 90.000 thương hiệu nông sản được đăng ký bảo hộ thì chỉ có 15% là của các doanh nghiệp trong nước và hơn 80% hàng nông sản của nước ta được bán ra thị trường thế giới thông qua các thương hiệu nước ngoài. Và để phân tích những yếu kém cùng những cơ hội phát triển thị trường nông sản nước ta thông qua thương mại điện tử, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay anh Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. Xin được cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi bước vào cuộc bàn luận với những phân tích của anh Nguyễn Bình Minh, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tổng hợp sau đây của chúng tôi. Theo số liệu từ Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổng doanh thu từ thương mại điện tử ở nước ta liên tục tăng mạnh. Chỉ trong 3 năm từ năm 2015 đến năm 2018, con số này đã tăng gấp đôi, đạt hơn 185.000 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch mặt hàng nông sản chiếm khoảng 20% tổng doanh thu. Theo các chuyên gia, việc giao dịch nông sản qua Internet sẽ tiết kiệm trung bình từ 10 đến 20% chi phí và tiết kiệm từ 80 đến 90% thời gian giao dịch. Tuy nhiên, một trong những hạn chế khi giao dịch nông sản qua thương mại điện tử đó là vấn đề về hủy đơn hàng vẫn còn cao tại Việt Nam với hơn 36%. Tỷ lệ hủy này rất cao nếu so với các nước khác. Mua hàng trực tuyến đang phát triển ở Việt Nam nhưng sự thâm nhập của thương mại điện tử vẫn thấp hơn 2% so với Trung Quốc, Nhật Bản hay Mỹ. Đến năm 2020, dự kiến tại Việt Nam có khoảng 30% dân số tham gia mua sắm online, đạt 350 đô la Mỹ một người. Chỉ tính riêng thị trường Việt Nam thôi thì có khoảng độ 40 triệu người thường xuyên mua hàng ở trên mạng theo chúng tôi thống kê. Mà với cái mức thu nhập hiện nay thì cái thị trường trên mạng đối với các sản phẩm, trong đó có sản phẩm nông sản. Vì nông sản là cái thứ tiêu dùng, có thể nói là nhiều sản phẩm trong đó chúng ta tiêu dùng hàng ngày. Thì cái việc mà tiếp cận đối với cả cái người tiêu dùng ở trên mạng là một cái kênh vô cùng tuyệt vời mà giúp họ tiếp cận nhanh hơn, rẻ hơn mà chính xác hơn. Vâng, thưa anh Bình Minh, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là mua bán online qua các trang thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ. Vậy thì với các mặt hàng nông sản, anh có đánh giá như thế nào về tiềm năng khi mà có thể đem những mặt hàng nông sản này mua bán qua hình thức online? Gần đây thì chúng ta biết là nông sản cũng là có cái sản phẩm mà bắt đầu được trở nên phổ biến ở trên Internet. Thế thì để mà trở nên kinh doanh được tốt ở trên Internet thì nông sản cũng sẽ phải đáp ứng được các cái quy chuẩn chung, tức là làm nào để cho người ta tin tưởng về chất lượng sản phẩm có tính ổn định. Bởi vì chúng ta biết là nông sản thì thường là những cái sản phẩm mà trong cái định vị trong người tiêu dùng, đó là cái sản phẩm mà cái thời gian sử dụng nó không lâu và cái quy chuẩn của nó thì có thể là nó tươi hoặc có thể nó không tươi, hoặc có thể là thửa ruộng này nó khác thửa ruộng khác, hoặc là ở cái trái cây này nó khác trái cây khác, hoặc người chủ này chăm sóc khác người chủ khác. Đó là các yếu tố mà tác động đến nông sản từ trước đến nay, là nó làm cho cái nông sản nó khó có trở thành một cái sản phẩm mà có thể kinh doanh tốt được ở trên Internet. Trên thế giới thì người ta có rất nhiều cái quy chuẩn, ví dụ như là trái cây thì phải kích cỡ là bao nhiêu, rồi là các cái quy trình chăm sóc là như thế nào, và phải có đạt các cái tiêu chuẩn chung thì mới có thể được dễ dàng xuất khẩu sang các nước khác. Và vì vậy thì nông sản thì vượt được qua cái rào cản về cái thời gian sử dụng cũng như là cái quy chuẩn về mặt chất lượng, thì cái uy tín thương hiệu của người bán thì mới có thể trở nên phổ biến ở trên Internet được. Anh có thể phân tích rõ hơn là nếu như chúng ta đưa những mặt hàng nông sản này lên những trang thương mại điện tử để giao bán thì sẽ có những cái lợi thế như thế nào, những lợi ích như thế nào so với buôn bán thông thường ạ? Người dùng Internet ở Việt Nam hiện nay là đã hơn một nửa dân số rồi, và chính vì vậy mà hầu hết họ đều quen với các trải nghiệm trên Internet. Cho nên việc đưa nông sản lên kinh doanh ở trên Internet chính là tiếp cận vào một thị trường tiêu dùng lớn nhất và béo bở nhất hiện nay, thị trường có cái nhu cầu lớn nhất. Và nếu như mà mình đưa được như vậy thì không chỉ tiếp cận được thị trường trong nước mà chúng ta còn có thể tiếp cận được cái thị trường Internet, tức là cái thị trường mà toàn bộ là những người dùng Internet trên thế giới là những người mà có cái nguồn thu nhập lớn nhất hiện nay. Cái việc mà đưa sản phẩm lên đây thì chúng ta tiếp cận với một thị trường không phải là trước đây như là thị trường của thôn xóm, thị trường của huyện xã nữa, mà đây là một cái thị trường toàn quốc, thậm chí toàn cầu. Những người nông dân muốn bán hàng online thì họ sẽ phải trải qua những bước như thế nào, và liệu họ có phải trả chi phí cao cho việc này hay không ạ? Bây giờ thế giới Internet, tại sao người ta yêu thích nó? Bởi vì nó có nhiều sự lựa chọn và có nhiều thông tin. Và chính vì vậy những người nông dân muốn tham gia trên Internet đầu tiên phải thay đổi triết lý trong chính mình đã. Tức là làm nào để cung cấp cho khách hàng nhiều thông tin nhất, nhiều sự lựa chọn nhất. Đấy là việc đầu tiên, tức là phải thay đổi được cái triết lý của mình. Thay vì là cái việc là tôi chỉ có thế thôi, anh chỉ được tiêu dùng như thế thôi, thì bây giờ là anh có rất nhiều sự lựa chọn. Nếu anh đồng ý
với sản phẩm của tôi, anh đồng ý với chất lượng của tôi, anh đồng ý với cách làm của tôi thì chúng ta có thể giao dịch được với nhau. Đấy là việc đầu tiên là về triết lý. Thứ hai là bắt đầu họ phải quen với cái trải nghiệm số, tức là cuộc sống số. Thế thì đường truyền dữ liệu 3G cũng có thể phủ được về đến tận nông thôn rồi. Và vì vậy họ hoàn toàn có thể dùng smartphone của mình để chụp ảnh sản phẩm, để live stream, để làm các cái nội dung để đưa lên trên Internet và từ đó họ có thể kinh doanh được trên Internet. Những sàn giao dịch thương mại điện tử nào hiện đang phổ biến ở Việt Nam và những người nông dân thì nếu mà họ muốn giao bán nông sản của mình thì họ có thể vào những trang web nào? Việt Nam chúng ta có những cái sàn thương mại điện tử của nổi tiếng như chúng ta thấy là như là Shopee hay là Lazada thì họ cũng kinh doanh nông sản, họ cũng có những sản phẩm là nông sản. Kinh doanh ở Việt Nam thì chắc chắn là không có thể mà có cái, hiện tại thì chưa có cái doanh thu vượt trội so với cái kinh doanh ở trên các sàn quốc tế, ví dụ như Amazon chẳng hạn hay Alibaba chẳng hạn. Cái sự hỗ trợ từ các sàn này đối với người nông dân thì có những sàn là chúng ta sẽ không có mất phí gì cả. Người nông dân hoàn toàn có thể tham gia để mà đưa sản phẩm lên đó. Tuy nhiên là đương nhiên là các sàn thì họ đều có cái phương thức đó là sau này thì họ có thể có cái nguồn doanh thu từ cái nguồn doanh thu của người nông dân, tức là chiếm một cái số, một cái tỷ lệ doanh thu nào đó khi mà họ hỗ trợ cho cái việc thực hiện bán hàng được thành công. Tuy nhiên là nếu như mà chỉ là cái sản phẩm chỉ xuất hiện ở trên sàn không thôi thì đó cũng đã là thành công của người nông dân rồi. Bởi vì là khi mà một người nào đó đưa một sản phẩm lên trên sàn, việc bán được hay không bán được thì chưa nói đến, mà chúng ta nói là cái thương hiệu của mình, cái sản phẩm của mình nó được tiếp cận đến người dùng trên Internet. Nhất là những cái điểm tiếp cận đấy thì lại có số lượng người dùng rất là đông. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thương mại điện tử đang mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, rút ngắn khoảng cách với các doanh nghiệp lớn nhờ vào tính cạnh tranh bình đẳng và linh hoạt của môi trường kinh doanh số. Nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Bến Tre, đang tạo điều kiện để các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận và mở rộng thị trường bằng thương mại điện tử. Bến Tre cũng là địa phương đầu tiên của cả nước hợp tác cùng Lazada thực hiện dự án làng nghề đặc sản online. Kết quả của chương trình này là cơ sở để tỉnh này đẩy mạnh đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử. Không chỉ bán sản phẩm tại các đại lý cửa hàng, đơn vị này đã chọn một cách tiếp cận khác, đó là bán sản phẩm trên các trang mạng điện tử. Hàng chục loại sản phẩm được chế biến từ dừa được bán qua mạng, giúp doanh thu của đơn vị tăng từ 20 đến 30% so với trước đây. Mình có cái đặc sản tốt mà không có người tiêu dùng chưa biết tới nhiều thì nói chung mình bán hàng không có được cao, thì qua cái thương mại điện tử như là giúp tiếp cận kết nối cho bà con nông dân mình và người tiêu dùng biết tới sản phẩm mình nhiều hơn. Hiện nay, sản phẩm giao dịch chủ yếu của Bến Tre trên các trang thương mại điện tử là các nông sản chủ lực của địa phương như dừa, thủy sản, trái cây. Mục tiêu đến cuối năm nay, 90% các đơn vị kinh doanh dừa của tỉnh khai thác hiệu quả kênh bán hàng online. Sản phẩm nông sản nào được chế biến sâu, có chiến lược marketing phù hợp thì tôi nghĩ là sẽ có những cái bước phát triển lớn hơn ở trong thời gian tới, đặc biệt là khi chúng tôi áp dụng cái mô hình 3S thì các sản phẩm đó sẽ được quản lý chuyên nghiệp hơn ở trong các gian hàng và mang lại hiệu quả cao hơn. Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là thương mại điện tử đã góp phần rất lớn trong việc tiêu thụ nông sản tại các địa phương. Đây cũng không phải chỉ là một nơi để mua bán sản phẩm mà còn là nơi để các địa phương tranh thủ quảng bá các loại nông sản của địa phương mình. Vậy thì anh có đánh giá như thế nào về điều này? Khả năng giao nhận của chúng ta hiện nay đã tốt hơn trước. Chưa phải là quá tốt nhưng mà là đã tốt hơn trước. Và vì vậy cái việc mà giao nhận các sản phẩm đặc sản này trên phạm vi cả nước là có thể thực hiện khá tốt, cũng như là có thể thực hiện giao hàng ra tại nước ngoài. Và đây là một cái cơ hội để tạo ra một cái thị trường khổng lồ so với cái thị trường trước đây của tại các địa phương. Có một yếu tố gây hạn chế trong việc thương mại điện tử, đó là những người mua qua mạng thì họ thường chọn cái hình thức đó là thanh toán tiền sau khi nhận hàng. Có 88% người mua thì chọn hình thức này. Chính vì vậy nên là cái việc mà hủy đơn hàng khi nhận được cũng là điều rất thường xuyên xảy ra, và theo cái số liệu mà chúng tôi ghi nhận được là khoảng 30%. Chúng ta cần phải có những hình thức như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho cả người mua và người bán? Tức là người mua cũng cảm thấy là mình phải xem được sản phẩm đã rồi mình mới trả tiền, như vậy mình sẽ cảm thấy chắc ăn hơn, đúng không? Thế thì rõ ràng thì đây là cái hạn chế, và nếu như ở các nền thương mại điện tử các nước mà kém phát triển về thương mại điện tử, hầu hết họ mắc kẹt ở đây, tức là họ sẽ không thể tiến lên được thương mại điện tử quy mô như ở các nước tiên tiến. Và chúng ta biết là các nước tiên tiến thì hầu hết là thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc bằng ví điện tử. Thế thì rõ ràng là nếu mà chúng ta muốn đạt được cái thị trường thương mại điện tử phát triển sôi nổi thì cái việc thanh toán điện tử phải trở nên phổ cập. Có nghĩa là những người nông dân cũng phải quen việc thanh toán trên Internet, tức là thanh toán online, thì mới có thể
giảm bớt được cái việc mà hủy đơn hàng. Bởi vì người khi mà mua như vậy thì vì là chưa thanh toán cho nên không có cái sự ràng buộc. Không cần sàn giao dịch, không phải mất chi phí thuê gian hàng hay chi phí chạy mạng Internet. Nhiều nông dân đã chọn cách bán hàng đơn giản hơn, đó là dùng mạng xã hội như Facebook, Zalo hay Twitter. Bằng chứng là tại Thái Lan, một nông dân đã kiếm được một khoản thu nhập khó tin lên đến 32.000 đô la Mỹ, tức là khoảng hơn 740 triệu đồng tiền Việt, chỉ vỏn vẹn trong 3 tiếng đồng hồ bằng cách bán hải sản qua việc livestream trên Facebook. Mời mua, mua đi, đồ ăn rất ngon. Anh Anurag Saruethai mặc đồng phục đầu bếp và mũ đỏ đặc trưng, hét lên với hàng ngàn người xem và cũng là khách hàng tiềm năng thông qua một buổi phát trực tiếp trên Facebook. Những video trực tuyến của Anurag đã trở nên phổ biến rộng rãi khắp Thái Lan trong những tháng gần đây nhờ tính hài hước và khả năng tương tác của anh. Anurag và nhóm của anh thu hút hàng trăm nghìn người xem và hàng triệu bạt Thái nhờ bán tôm khô, mực và cá trực tuyến mỗi đêm từ một cửa hàng không tên ở làng chài ven biển Lagu, miền Nam Thái Lan. Tôi giúp người xem có được cảm giác tôi là một ngư dân, biết rất rõ về tất cả những loại hải sản mà tôi đang bán. Tôi biết khi nào là thời điểm tốt nhất để đánh bắt hải sản nơi nào ngon nhất, tôi là người giúp họ lựa chọn. Anurag nói rằng anh ta không giỏi đi biển, mà thay vào đó rất giỏi kể những câu chuyện đằng sau mỗi chuyến đi của các ngư dân. Vào tháng 3, doanh thu của Anurag đạt 26 triệu bạt, tức là khoảng 834.000 đô la Mỹ. Một dân làng nói rằng họ hiện đang gửi gần 500 kg cá đến cho Anurag để bán đấu giá trực tuyến, gấp đôi số lượng mà họ đã bán được trước đó. Ngày càng có nhiều nông dân lựa chọn những hình thức bán hàng online đơn giản hơn, như là bán hàng qua Zalo, qua Facebook hay là qua Twitter, và họ cũng thu được những cái nguồn lợi nhuận rất là lớn, như là anh nông dân trong phóng sự vừa rồi. Một anh nông dân Thái Lan đã livestream trên Facebook và bán được số tiền rất là lớn cho những loại hải sản của mình. Vậy thì theo anh, người nông dân này đã có cái điểm thu hút gì và đã làm như thế nào mà lại có thể bán được nhiều hàng qua livestream trên Facebook như vậy? Do cái kỹ thuật chụp ảnh ngày nay, tức là cái kỹ thuật làm content về ảnh nó rất là tiến bộ, cho nên có những sản phẩm mà nó không giống như với ở ngoài đời thật, làm cho khách hàng bị mất lòng tin. Và chính vì vậy cái việc livestream nó sẽ đảm bảo tương đối tốt hơn. Chính vì vậy ở trên thế giới thì trong lĩnh vực công nghệ người ta gọi đó là cái tính gọi là độ tin cậy. Authentic có nghĩa là làm cho khách hàng cảm thấy tin cậy hơn khi chúng ta livestream. Các cái nội dung livestream của mình đưa lên nó rất là thú vị, nó rất là thu hút và có những cái từ khóa rất là độc đáo, làm cho mọi người thấy hay và cùng chia sẻ. Thế thì chúng ta biết là cái chia sẻ là một cái mà cái là quan trọng nhất mà tạo ra tăng trưởng đột phá. Khi mà một doanh nghiệp nói về chất lượng sản phẩm của mình thì rất khó để thuyết phục người mua hay là khách hàng tin. Nhưng khi nếu mà một khách hàng ở một địa vị là một khách hàng chẳng hạn, họ nói về cái điều đó và nói với một điều rất là hay, thì những khách hàng khác, thứ nhất là họ đã tin, thứ hai là họ sẵn sàng chia sẻ. Vì vậy nó bùng nổ với một tốc độ khủng khiếp. Anh nông dân này anh còn có duyên nữa trong việc là thứ nhất là biết cách để tương tác với khách hàng, và bên cạnh đó cũng có những kiến thức rất là cần thiết để có thể tư vấn cho khách hàng là sản phẩm nào sẽ phù hợp với nhu cầu, đúng không ạ? Vâng, vậy thì việc nắm bắt thông tin thị trường để tư vấn cho người mua quan trọng như thế nào khi mà muốn livestream để bán hàng qua mạng xã hội như vậy? Trước tiên họ cũng phải am hiểu về cách làm kinh doanh ở trên Internet, lắng nghe những cái thông tin ở trên Internet để biết là cái sản phẩm nào đang là cái sản phẩm thu hút, hoặc là cái trend nào, cái xu hướng nào. Người bán hàng bây giờ là người kể chuyện. Bởi vì anh kể một câu chuyện thú vị thì mọi người sẽ theo dõi và sẽ cuốn hút theo. Và khi mà họ cuốn hút theo thì chúng ta sẽ biết cách để tương tác với họ là làm nào để làm hài lòng họ, để thỏa mãn cái nhu cầu về thông tin của họ, thì giúp cho người mua họ có thể nhận ra là đây chính là nhu cầu của mình. Bởi vì chúng ta biết là hầu hết những người mua đều có thể là họ không phát hiện ra được nhu cầu của mình, kể cả chúng ta cũng như vậy. Bởi vì có những ngày chúng ta không có ý định đi mua một món đồ nào đó, nhưng mà khi về nhà thì mang món đồ đó về. Có vậy, như vậy là nó không nằm trong chủ định của chúng ta, mà cái nhu cầu nó nảy sinh bất chợt. Vì vậy cái việc mà làm cho những nội dung để làm nó nảy sinh ra những cái nhu cầu thì nó là một cái điều mà quan trọng để giúp cho có thể bán được rất nhiều hàng. Theo dự báo của anh, trong thời gian tới, việc mà mua bán kinh doanh nông sản thông qua các sàn thương mại điện tử thì sẽ có những kết quả khả quan như thế nào? Trên thế giới bây giờ người ta có các công nghệ đòi hỏi cái sự minh chứng. Thế thì chính vì vậy mà khi mà trong tương lai thì chúng ta sẽ thấy là các công nghệ nó minh chứng tốt. Càng nhiều ứng dụng, càng nhiều công nghệ để minh chứng tốt. Ví dụ có ảnh chụp vệ tinh, có camera hàng ngày. Ví dụ anh có thể theo dõi vườn rau của tôi hàng ngày cho đến lúc nào mà anh thích thì anh mua chẳng hạn, vân vân. Hay là các cánh đồng phát triển như nào được chụp ảnh ở trên vệ tinh chẳng hạn, vân vân. Thế thì bằng những cái công nghệ đó thì rõ ràng nó chứng minh được là chúng tôi làm việc đàng hoàng, ở cái vị trí rõ ràng,
sản phẩm nó rõ nguồn gốc xuất xứ, làm việc theo đúng quy trình, mà không phải là do một cái tờ giấy mà ai cũng có thể in ra được đấy, mà nó hoàn toàn là có những cái bằng chứng có thể xác thực được. Thì bằng cách đó thì rõ ràng là thị trường nông sản sẽ bùng nổ sớm. Mong rằng qua những chia sẻ vừa rồi của anh Nguyễn Bình Minh thì bà con nông dân của chúng ta sẽ có thêm kiến thức để tự tin hơn trong việc là bước chân vào những cái sàn giao dịch thương mại điện tử, đồng thời sẽ nâng cao lợi nhuận, nâng cao doanh thu trong thời gian tới. Xin cảm ơn một lần nữa những chia sẻ vừa rồi của anh. Và đến đây thì chương trình Thị trường Nông sản của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.